mình đã mang cái máy này xuống rồi. Và toàn bộ cái tỏi ở trong máy này. Như vậy chúng ta đã trải qua 8 ngày. Rất nhiều cái hồi hộp rồi, rất nhiều cái việc nó như kiểu con mọn các bạn. Sau bây giờ mình sẽ mở ra và ăn thử cả 3 tầng nhá, để xem bên trong như nào. Để mở ra khói nó sẽ bốc lên nghi ngút luôn này. Mở ra rồi chắc chắn là khói nó nghi ngút luôn. Rồi mình mở ra nhá. Cũng không có nhiều khói lắm các bạn. Thơm lắm các bạn. Ui, phòng mình thơm nước mũi luôn này. Khay nó có đầy nước này. Còn đầy nước này mình sẽ để cái này ra. Bây giờ mình sẽ bóc thử một thử kéo hẳn cái này ra nhá. Đây mình sẽ lấy cái bát. Có chuẩn bị một cái bát đây. Bây giờ mình sẽ kéo hẳn cái này ra, cho nhổ ra đây. Ui nóng quá. Khá là nóng đấy các bạn ạ. Đây, mẻ tỏi của chúng ta đây. Các bạn có thể thấy rằng ở dưới nó vẫn còn rất là nhiều nước luôn này. Nước nhiều đen xì luôn này này. Đó, cái nước nó chảy xuống đây này. Rất là nhiều luôn. Mình sẽ đi đổ cái nước này đã nhá. Sau một lần mẻ tỏi chúng ta sẽ phải rửa vệ sinh cái này các bạn này. Nước còn đen xì luôn này. Là thơm lắm mùi tỏi. Cái này là nước mà trong quá trình chúng ta các bạn nhìn thấy rằng trong cái nồi này nó cái mép của nó vẫn còn khá nhiều nước đây này. Đó. Mép nồi vẫn bám đây và cả trên cái nắp này nữa. Rồi bây giờ cái nồi này nó đã xong nhiệm vụ nó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quan trọng là cái mẻ tỏi này xem nó như thế nào. Rồi đẩy nó vào đây. Cái này để tí nó vệ sinh sau. Rồi. Như vậy là cái mẻ tỏi chúng ta đây. Các bạn nhìn thấy rằng đây là một cái khay 3 tầng. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử là từ tầng dưới trước nha. Mình sẽ lấy ngẫu nhiên này. Một củ đi. Cái củ bé thôi, to quá. Đây một củ này, bé này. Bóc thử đây, ăn thử luôn cho bạn xem. Wow, đen xì các bạn ạ. Đen xì luôn. Và cái củ này, ô sao quả củ này bà mua nhầm rồi. Đây nó lại thành hai tép các bạn này. Không phải tại tổng một nhánh rồi. Rồi đấy nhá, đen xì đây này các bạn này. Đó. Đen xì luôn và nó rất là mềm. Bóp này nó rất là mềm luôn các bạn. Cái này thì sau khi mình lấy ra từ máy xong thì các bác thứ nhất là có thể để mình dùng máy sấy, mình sấy lại cho nó khô, hoặc là mình đãi ra mình phơi nắng các thứ một lần nữa để cho nó khô hẳn, xong các bạn mới có thể tiến hành là mình đóng túi hút chân không bảo quản lâu dài nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cái này. Nó hơi đắng đắng, thơm, dẻo, rất là dẻo luôn. Như vậy ở hàng thứ nhất là ok này. Bây giờ mình sẽ sang hàng thứ hai nhá. Nó có 3 tầng nghe các bạn này. Đấy 3 tầng, bây giờ mình sẽ lấy từng tầng một để ăn thử đây. Lấy cái hàng bé bé thôi. Đây lấy cái quả bé bé này. Đây là tầng thứ hai này. Chà, đen xì luôn. Rất là dẻo các bạn ạ. Cực kỳ dẻo luôn. Rất là dẻo. Đây. Ăn thử nhá. Ngon lắm. Được. Mà hàng thứ hai nó chưa khô lắm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hàng trên. Lấy củ nhỏ nhỏ thôi. Củ nhỏ test cho dễ đây. Củ này thì mình nghĩ là nó chưa được rồi. Quả này chưa được này. Đây thử quả này. Quả này đen này được rồi. Đen xì luôn các bạn ạ. Mềm lắm. Bóc ra bên trong nhá. Đây này. Đó, nó chín như này cơ mà. Củ này thì nó khá là sượng. Nó phải đen như cái này này. Chứ đen như này mới là chuẩn này. Các bạn bóc ra bên trong nó cũng phải đen như này này. Củ này các bạn, hai củ này các bạn mình bóc ra này, nó bị trắng này. Củ này cũng bị này. Này khả năng mình xấy lại. Đây, còn củ này thì ở đây. Củ này được rồi này, hàng dưới cùng vậy được. Khá là thơm.
Có thể mình sẽ sấy thêm khoảng một ngày nữa. Bây giờ mình bóc thử một củ nữa nhé. Hoặc là mình đảo đi, mình cho hàng đầu xuống dưới cùng để đổi. Lấy thêm một cái nữa mình sẽ đổi sang đây để đảo. Đấy, còn đây là hàng cuối cùng này. Hàng dưới cùng bây giờ nó cũng khô hơn tại vì nó gần nhiệt độ hơn. Đây là hàng dưới cùng. Còn đây là hàng trên này. Bây giờ mình sẽ cháo lại cái này. Cho hàng này dưới lên đây. Chỗ này là chân được. Chỗ này nó vẫn còn khá là khô. Thêm rồi củ ướt này cho xuống dưới này, củ khô mình để lên trên cũng được. Nhưng mình sẽ cứ ăn thử một củ ở hàng 2 xem nào. Để thử một củ nào xem. Những củ này đã được rồi này. Nó đen như này cơ mà. Nhưng bên trong nó phải đen cơ. Chưa được các bạn. Trong này nó vẫn chưa, nó chưa được thành cữ hết. Chắc là phải cắm thêm. Thôi, cho nó vào lại và chúng ta xử lý lại tiếp. Vậy chắc là mình sẽ phải cắm thêm của nó thêm 1-2 ngày nữa. Bây giờ mình sẽ ấn lại cái on off này. Nó hiện lên đồng hồ này. Và garlic này 192 giờ lại chạy lại từ đầu vậy. Để cho nó khô hẳn đã, mình thấy nó vẫn trong, nó vẫn chưa khô lắm. Ok, sao sẽ đi đợi thêm 1 ngày nữa.